Phan Đức Thiện là một doanh nhân, nhà hoạt động xã hội người Việt Nam. Hiện nay, bạn đang sống cùng chồng tại Hungary. Bà tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế tại Liên bang Nga năm 1997. Bà cũng là chủ sở hữu một khách sạn lâu đài tại Hungary mang phong cách nội thất Việt Nam. Hiện nay, bà Thiện cũng là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 2019-2024. Bà cũng là Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary-Việt Nam. Năm 2023, bà Thiện được một tờ báo của Hungary bầu chọn là một trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Hungary.